Tuy nhiên rằng là trong một vài ngày vừa rồi thì Tùng Anh thấy rằng cái lượng người họ đổ ra đường á, rất là đông các anh chị, và đặc biệt là đêm Trung Thu vừa rồi thì Hà Nội còn tắc đường nữa. Thì không biết rằng là cái việc mọi người di chuyển ra đường nhiều như vậy cũng có thể là do tâm lý, bởi vì là một khoảng thời gian dài hơn 1 tháng mọi người không được ra đường đúng không ạ, và khi gỡ bỏ cái lệnh cấm thì mọi người đổ hết ra đường, thì cũng không trách được mọi người, nhưng mà nó sẽ là một cái nguy cơ rất lớn nếu như lại một lần nữa bùng phát dịch ở Hà Nội. Và nếu như lại tiếp tục bùng phát dịch thì các anh chị biết rằng là các doanh nghiệp lại tiếp tục đóng cửa. Thực ra Tùng Anh kế hoạch là tuần sau thì Tùng Anh sẽ cho công ty hoạt động trở lại, nhưng mà Tùng Anh quyết định là sẽ lùi lại hết tháng 9. Hết tháng 9 cho đến tháng 10 thì bắt đầu mới cho công ty Tùng Anh hoạt động lại, để cố gắng giãn cách cái khoảng thời gian của mọi người ra, để nghe ngóng tình hình xem là cái tình hình dịch bệnh như thế nào. Bởi vì khi mà dịch bệnh như này thì mọi người biết rằng là nó ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của mỗi cá nhân trong xã hội chúng ta, đặc biệt là câu chuyện về tài chính các anh chị. Rất là nhiều người trong thời điểm dịch này thì họ đã không có cách nào để có thể kiếm được cái nguồn thu nhập nuôi sống bản thân và gia đình của họ. Rất nhiều doanh nghiệp họ đứng trước bờ vực của phá sản, và có doanh nghiệp họ phải đóng cửa tạm thời. Và đặc biệt những đơn vị như Tùng Anh mà làm về sự kiện thì cũng là một đơn vị mà phải gọi là cho những cán bộ nhân viên về quê nghỉ ngơi ở nhà, làm việc online, và khi nào hết dịch thì mới đi làm. Nhưng mà có một cái điều tuyệt vời là trong cái khoảng thời điểm mà cả xã hội Việt Nam nói riêng và cả thế giới nói chung đang gồng mình để chống lại dịch Covid, rồi rất là nhiều người mà họ gặp rất là nhiều những khó khăn trong cái việc mà kiếm ra cái đồng tiền nuôi sống bản thân và gia đình, thì có một cái điểm sáng rất là tuyệt vời được mang tên là Myra One, một cái điểm sáng hy hữu. Và đây là một cái công cụ xuất hiện từ năm 2000, cuối năm 2019. Và đến nay thì đã có mặt ở Việt Nam được khoảng hơn 1 năm rưỡi các anh chị. Nhưng những cộng đồng, những người đang sử dụng công cụ này kiếm tiền hàng ngày thì đều là những người mà đang tươi cười bước vào dịch các anh chị. Đây là một cái công cụ mà Tùng Anh nghĩ rằng rất là tuyệt vời khi ngày hôm nay các anh chị dành thời gian, thay vì dành thời gian cho bên gia đình của mình đúng không ạ, thì mọi người đã dành khoảng 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng để giao lưu và lắng nghe câu chuyện này. Thì Tùng Anh tin chắc rằng cái công cụ Myra One này nó sẽ là một cái điều tuyệt vời giúp cho các anh chị, mà nếu như chúng ta có thể nắm bắt được cơ hội thì chúng ta có thể tươi cười bước qua dịch. Và thậm chí nếu như các anh chị mà chúng ta là những cái người mà nghiêm túc kinh doanh, dù là part time hay là full time với công việc này, nhưng nghiêm túc kinh doanh và đi theo chiến lược của đội nhóm, thì đây sẽ là một cái công cụ mà giúp các anh chị phát triển được cả một sự nghiệp cực kỳ tốt đẹp các anh chị, và giúp cho cuộc sống các anh chị có chất lượng tốt hơn rất nhiều. Vậy thì ngày hôm nay Tùng Anh trong cái khoảng thời gian khoảng 30 phút của mình thì Tùng Anh sẽ cố gắng chia sẻ cho mọi người cái góc nhìn của Tùng Anh, góc nhìn của một người đã và đang làm một doanh nghiệp với cái dự án Raw One này. Lý do vì sao mà tại sao Tùng Anh lại lựa chọn dự án Myra One, một cái dự án mà trong vòng hơn 2 năm qua đã giúp đỡ hàng triệu người trên thế giới và hàng nghìn người ở Việt Nam họ thay đổi chất lượng cuộc sống, hàng nghìn người tươi cười bước qua dịch. Một cái dự án mà đã và đang mang lại kết quả rất cao. Tại vì sao Tùng Anh lại lựa chọn dự án này? Và với chúng ta, những người tham gia dự án này, thì chúng ta sẽ có những quyền lợi gì? Và dự án này thực chất nó như thế nào? Thì trong cái phần 30 phút của Tùng Anh, Tùng Anh sẽ cố gắng chia sẻ được với quý vị anh chị các bạn. Và trước hết thì Tùng Anh xin phép được share màn hình để Tùng Anh có một chút giới thiệu về cá nhân của mình. Các anh chị về Myra One thì mọi người đa số đã biết Tùng Anh rồi, nhưng mà tất nhiên là có những người mới thì mọi người chưa biết Tùng Anh. Thì cũng là để mọi người biết rằng là ngày hôm nay người đang chia sẻ với anh chị câu chuyện kinh doanh này là ai, những thông tin họ đưa ra có chính xác và có đáng tin cậy hay không ạ. Tùng Anh xin phép được xem màn hình. Trước hết thì là một số những thông tin cơ bản về cá nhân của Tùng Anh ạ. Tùng Anh tên thật là Nguyễn Sơn Tùng, nhưng mà tên thường gọi hay là nghệ danh thì là Vương Tùng Anh, bởi vì Tùng Anh là có một khoảng thời gian đã hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp trong cái vai trò là MC và ca sĩ, và cũng được các anh chị em của văn nghệ sĩ Hà Nội họ tặng cho cái biệt danh là Vương Tùng Anh và giữ nó đến nay. Và đến bây giờ mọi người gọi Tùng Anh nhiều hơn là gọi tên thật là Tùng. Nơi ở hiện tại thì ở 658 Bạch Đằng, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Năm 2008 thì Tùng Anh tốt nghiệp đại học Công đoàn các anh chị, và là khoa quản trị nhân sự. Nhưng mà có một cái cơ may và cũng là một cái duyên, khi mà chắc là tổ nghề thương mà chọn mình, thì năm 2007 Tùng Anh theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp và trở thành một ca sĩ và MC độc quyền của một công ty rất là lớn thời điểm đó tại Hà Nội, nó là Jung Music Company. Và từ năm 2007 đến năm 2009 thì Tùng Anh hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp với vai trò là ca sĩ và MC.
Và cũng may mắn là năm 2008 thì Tùng Anh lọt vào chung kết hai cuộc thi lớn, điểm đó là Sao Mai Điểm Hẹn và Việt Nam Idol. Do đó nên cái con đường gọi là khởi nghiệp với nghệ thuật của Tùng Anh nó cũng suôn sẻ hơn rất là nhiều so với những anh chị em khác. Và chia sẻ với mọi người một cái câu chuyện vui thôi, là ba đời nhà Tùng Anh thì không ai làm ngành nghệ thuật hết ạ. Từ ông bà nội là thợ nông anh chị ạ, đến đời bố mẹ thì kinh doanh tàu biển, rồi làm cán bộ, cô dì chú bác anh chị em ruột thì đến bây giờ đều là cán bộ ngân hàng này, cán bộ công an, cán bộ quân đội, rồi công chức nhà nước, không có một ai đi làm ngành nghệ thuật hết. Nên khi mà Tùng Anh đi theo đuổi con đường nghệ sĩ á, thì cả nhà rất là phản đối. Tuy nhiên là mình cũng là người đam mê và mình hoạt động một cách nó cũng thực sự nghiêm túc, nên trong những cái giai đoạn mà Tùng Anh đi diễn thì cũng có những kết quả nhất định, nên gia đình cũng chấp nhận. Và mọi người trong gia đình, bạn bè hay gọi vui Tùng Anh là chủ tịch câu lạc bộ những người tưởng mình là nghệ sĩ các anh chị. Đó, nhưng mà thực ra cũng nghệ sĩ thật. Thì trên màn hình của các anh chị đã nhìn thấy là một số những hình ảnh mà Tùng Anh có lấy ở trên Facebook, bởi vì bình thường hầu như mỗi ngày đều có những bức ảnh như này họ nhắc lại. Bởi vì kỷ niệm trước đây Tùng Anh diễn 3 năm rất là nhiều. Đó, thì Tùng Anh cũng lưu ở đây cho mọi người cùng tham khảo. Và từ các anh chị đến năm 2009 thì Tùng Anh chính thức là không theo đuổi con đường nghệ thuật nữa, bởi vì cũng rất là nhiều lý do. Thì trong đấy có một lý do cơ bản, đó là cái việc mà nền tảng gia đình không cho phép các anh chị, và khi mình tham gia vào trong cái môi trường showbiz đó, thì nó cũng có rất là nhiều những cái vấn đề tế nhị và nhạy cảm mà mình cũng không hòa tan được. Và do đó nên Tùng Anh quyết định chuyển qua làm biên tập viên và MC trùng quay cho đài truyền hình kỹ thuật số VTC, và thời điểm đó là kênh VTC8. Tùng Anh và 7 người khác là những cái người đầu tiên cho kênh này. Tuy nhiên thì trong một năm này thì Tùng Anh phải làm overtime cả thứ bảy chủ nhật, trong khi lương rất là thấp, lương thời điểm đấy có khoảng 3,5 triệu một tháng anh chị. Nên Tùng Anh cảm thấy là nó không xứng đáng với cái sức lực mình bỏ ra nên quyết định bỏ. Và đến năm 2010 đến năm 2014 thì đây là cái giai đoạn mà Tùng Anh gọi là làm cán bộ và làm công ăn lương một cách mẫn cán nhất và lâu dài nhất, đó là làm cán bộ truyền thông sự kiện cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội. Và đến tận năm 2016 thì Tùng Anh mới mở doanh nghiệp riêng lấy tên là VTA Event Media. Và từ đó đến nay thì đang giữ chức vụ là Chủ tịch Công ty Cổ phần Truyền thông Sự kiện VTA. Và mọi người thì có thể tham khảo thông tin của Tùng Anh qua hai kênh. Một là website công ty là vtaevent.vn, hoặc là mọi người có thể lên fanpage công ty là VTA Event Media để mọi người có thể thấy được các hoạt động của công ty Tùng Anh trong một năm năm qua. Và địa chỉ công ty Tùng Anh đóng tại 33 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội ạ. Và thưa các anh chị, trong hơn 5 năm qua thì Tùng Anh tổ chức rất là nhiều các sự kiện lớn nhỏ khác nhau. Nếu mà tổng kết thì cũng được khoảng đâu đấy khoảng 200 sự kiện anh chị. Và từ những sự kiện cấp doanh nghiệp cho đến những sự kiện cấp thành phố, cấp tỉnh, cấp nhà nước, và thậm chí có những sự kiện mà cầu truyền hình 12, 14 điểm cầu là Tùng Anh đã làm hết rồi các anh chị. Và đây là những cái hình ảnh mà Tùng Anh cũng tải ở trên fanpage hoặc là trên website về để cho các anh chị cùng tham khảo công việc của Tùng Anh hàng ngày. Và thưa các anh chị, với cái việc mà Tùng Anh mở ra công ty VTA Event Media thì nó là một cái bước ngoặt rất lớn trong cuộc đời của Tùng Anh. Năm đầu tiên thì cũng giống rất nhiều doanh nghiệp khác, rất là khó khăn, bởi vì năm đầu tiên là năm kiện toàn các anh chị, từ đầu vào đầu ra, bộ máy nhân sự hành chính, rồi rất là nhiều thứ. Nhưng bắt đầu từ năm thứ hai trở đi thì thực sự cũng có thể là Tùng Anh cũng có cái duyên với nghệ thuật, với sân khấu, và cũng được tổ nghề thương. Rồi bản chất Tùng Anh cũng có một cái đội ngũ cán bộ nhân viên cũng thực sự tận tâm và chuyên nghiệp. Tùng Anh là người yêu nghề, nên bắt đầu từ năm thứ hai trở đi thì cũng nhận được cái sự tin tưởng và yêu thương rất nhiều từ phía rất nhiều những cái cơ quan ban ngành, những cái tổ chức. Họ giao cho rất nhiều những sự kiện lớn nhỏ khác nhau. Và chính cái điều này đã mang lại một nguồn doanh thu rất lớn cho công ty của Tùng Anh. Năm 2019 ấy anh chị, là cái năm mà chưa dịch, thì doanh số công ty Tùng Anh lên cái con số một cái công ty cá nhân thôi, nhưng mà doanh số cũng được tầm khoảng 23 tỷ các anh chị. Mọi người biết là cái nguồn doanh số rất là tốt, và điều này nó tạo ra một cái nguồn thu nhập rất lớn cho Tùng Anh. Và Tùng Anh thì chính thức là thoát nghèo thành công các anh chị. Dùng từ thoát nghèo thành công là nghĩa đen các anh chị nhé. Thì Tùng Anh thì không có bao giờ dám nói là mình là người giàu có hay thừa tiền bạc cả. Và thực sự chỉ đơn giản là Tùng Anh không còn phải lo cái chuyện đi làm ngày hôm nay, lo bữa ngày mai, hay là lĩnh lương tháng này tính toán làm sao để chi tiêu cho tháng sau kịp lĩnh lương, đúng không ạ? Mà bản thân Tùng Anh thì đã có một cuộc sống tốt hơn rất nhiều, đã có thể có được những cơ sở vật chất cho gia đình của mình tốt hơn, có xe, có cộ, báo hiếu gia đình, bố mẹ, và tạo cho con cái và vợ của mình cuộc sống tốt đẹp hơn. Vậy thì với một cái người mà có một cái doanh nghiệp riêng, có một sự nghiệp riêng như Tùng Anh, thì tại vì sao khi gặp gỡ câu chuyện Rau Ăn thì Tùng Anh lại lựa chọn Rau Ăn làm sự nghiệp ạ? Thì cái điều này là cái điều mà cũng phải quay trở lại với cái cơ duyên mà Tùng Anh gặp gỡ Rau Ăn các anh chị. Thì Tùng phải gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến anh Hoàng Quang Huy. Đây là người apply trực tiếp của Tùng Anh.
anh Hoàng Công Huy thì là một chuyên gia, một cái master coach của NLP, là một chuyên gia tài chính, setup doanh nghiệp. Và anh Huy trong 3 năm gần đây nhất thì là cái người mà hợp tác rất là chặt chẽ với công ty của Tùng Anh. Là anh thường đưa những cái chương trình sự kiện, đưa những chương trình sự kiện của dự án nước ngoài về Việt Nam, và Tùng Anh là người tổ chức những sự kiện đó. Và đến năm 2020 khi mà có dịch ấy, thì anh Huy cũng gọi điện cho Tùng Anh và giới thiệu câu chuyện với Rao An. Nhưng mà khi Tùng đến với Rao An đầu tiên các anh chị, thì Tùng đến với cương vị là mình là người tổ chức sự kiện. Tức là Tùng tận dụng mối quan hệ, Tùng làm thân làm quen và đưa ra những lời đề nghị với lãnh đạo của hệ thống Rao An Việt Nam. Và cũng may mắn được sự tin tưởng và yêu quý thì trong suốt hơn một năm qua ở thị trường Việt Nam thì công ty Tùng Anh cũng là công ty mà tổ chức hầu hết tất cả những sự kiện lớn của cộng đồng MyRowan ở thị trường Việt Nam. Nhưng mà có một điều tuyệt vời là khi Tùng Anh tổ chức những cái sự kiện cho MyRowan Việt Nam, Tùng Anh đi hết từ những bất ngờ này đến những bất ngờ khác, và nó khiến cho Tùng Anh phải thay đổi cách nhìn và Tùng Anh phải tìm hiểu nó một cách nghiêm túc. Sự kiện đầu tiên mà Tùng Anh làm cho MyRowan lớn ấy, đó là cái sự kiện tại Hồ Tràm, mà Tùng Anh tin chắc rằng là trên Zoom ngày hôm nay rất nhiều anh chị đã từng tham gia cái sự kiện này. Một sự kiện lớn hoành tráng tổ chức tại Hồ Tràm Casino 5 sao của Vũng Tàu, đúng không ạ? Thì đây là sự kiện đầu tiên mà Tùng làm cho MyRowan, và Tùng rất bất ngờ. Bởi vì ở sự kiện này phải cấp manager trở lên thì mới được tham gia. Có nghĩa là gì? Tùng Anh gặp một lúc khoảng 1.000 người. Mà 1.000 người này là 1.000 người trong vòng 6 tháng có thành công và thu nhập với MyRowan từ một vài trăm triệu cho đến một vài chục tỷ đồng, anh chị. Một hai người thành công thì mình không nói làm gì, đúng không? Nhưng mà hàng nghìn người thành công trong 6 tháng. Trời ơi, một cái cú sốc rất lớn với tinh thần của Tùng Anh. Tại sao một cái dự án nào mà lại khủng khiếp như vậy? Bắt đầu Tùng Anh mới có rất là nhiều những cái luồng tư duy để Tùng Anh tìm hiểu với Rao An. Tùng Anh gặp gỡ những người làm vận động viên Paragame, các anh chị. Họ tật nguyền là ngồi săn ăn lại. Họ thành công với Rao An. Tùng gặp gỡ những cái người khiếm thính, khiếm thị, bẩm sinh. Họ thành công với Rao An. Tùng gặp gỡ những người làm trong những cái bộ ban ngành mà nó cực kỳ nhạy cảm ạ. Công an, bộ đội. Thậm chí còn có một chị là tránh văn phòng, tránh tòa, gọi là tránh án tòa án tối cao của một cái tỉnh rất lớn ở Việt Nam. Mình dùng không ạ? Mình gặp gỡ rất là nhiều những cái câu chuyện như vậy. Và bắt buộc Tùng phải có một góc nhìn rất khác về Rao An. Và mọi người biết rằng Tùng Anh sở hữu một công ty truyền thông, nên cái cách mà Tùng Anh tìm hiểu về Rao An nó khá khác và chi tiết và sâu hơn rất là nhiều người khác. Tùng Anh đến giờ phút này cũng phải cảm thấy tự nhận là mình là một người tìm hiểu rất kỹ về Rao An. Thưa anh chị ạ, Tùng Anh có những cuộc điện đàm gọi điện sang nước ngoài để tìm hiểu về cái dự án này. Và khi tìm hiểu xong thì thực sự đây là một dự án tuyệt vời các anh chị. Và Tùng Anh đã quyết định lựa chọn nó làm sự nghiệp thứ hai trong cuộc đời của Tùng Anh. Đi song hành cùng đứa con tinh thần của Tùng Anh, đó là VTA và Media. Vậy thì những lý do gì? Góc nhìn của Tùng Anh là gì? Tại sao lại lựa chọn Rao An? Tại sao tìm hiểu Rao An? Thì Tùng Anh tiếp tục được chia sẻ các anh chị qua một phần slide các anh chị nhé. Với công ty Rao An các anh chị, thì công ty có một cái bản PP, là cái bản gọi là cơ hội kinh doanh. Và cái bản này thì được gọi là chia sẻ cho các quốc gia khác nhau của toàn bộ Việt Nam, toàn bộ thế giới, 274 quốc gia vùng lãnh thổ. Và nó có một cái slide liên quan đến cái lý do về sự lựa chọn Rao An. Thì với cái bản phiên dịch của Việt Nam thì chúng ta thấy được là có 9 lý do rất lớn vì sao lựa chọn tìm hiểu Rao An và làm Rao An. Nhưng với Tùng Anh, góc nhìn của một doanh nghiệp, góc nhìn của một người đã và đang điều hành, thì Tùng Anh sẽ nhìn Rao An với 4 lý do anh chị. Và 4 lý do này sẽ là 4 cái lý do, 4 cái góc nhìn mà Tùng Anh ngày hôm nay chia sẻ với anh chị. Lý do đầu tiên các anh chị, lý do đầu tiên đó chính là cái việc mà trong vòng 5 năm mà Tùng Anh làm sự kiện đó, thì Tùng Anh làm rất nhiều những cái sự kiện lớn cho các sân sàn tài chính, cho các dự án đầu tư tài chính, cho những công ty về ủy thác, lending hay là trading các anh chị. Tùng Anh cũng làm rất nhiều sự kiện ra mắt sản phẩm hay tôn vinh cho những công ty về đa cấp, về bảo hiểm hay là về affiliate. Nhưng Tùng đều say no, và Tùng nói không với những công ty này. Bởi vì về bản chất á, Tùng Anh khi làm một công việc gì thì cũng đều mong muốn công việc đó nó có nền tảng, có chiều sâu và có một cái định hướng lâu dài. Và nó mang lại cái giá trị thực sự win-win cho cộng đồng. Nhưng với những cái dự án sân sàn hay với những dự án đầu tư tài chính chẳng hạn, thì đến 99% ở thị trường Việt Nam mà các chị biết á, nó đều là những dự án scam. Hoặc là nó chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian rất ngắn. Và các anh chị muốn kiếm tiền thì các anh chị phải đạp lên những người khác để chị có tiền, đúng không ạ? 95% những người đầu tư vào những công ty này đều mất tài sản. 5% những người kiếm được tiền thì phải đạp lên mồ hôi nước mắt của người khác, và nó không lâu dài. Nên đây là cái lý do đầu tiên mà Tùng Anh không bao giờ lựa chọn những dự án này. Nhưng với Rao An, khi Tùng Anh làm sự kiện và tìm hiểu nó một cái số sắc anh chị,
Thì đây là một dự án cộng đồng thực sự và có chiều sâu các anh chị. Nó giống Amazon, giống Lazada, giống Uber Grab, giống Facebook, giống Zalo, giống Tiki, giống Shopee ạ. Đó là một công ty có chiều sâu, một công ty cộng đồng thực sự và nó có kế hoạch 5 năm, 10 năm, thậm chí là vài chục năm. Tức là chúng ta có thể kiếm tiền một cách lâu dài và bền vững các anh chị. Và với Rawan thì nó là một công ty được trả, tức là họ một công ty mà họ dám cam kết là họ trả thưởng cao nhất trong ngành hệ thống toàn thế giới các anh chị. Trả thưởng cao nhất trong ngành hệ thống toàn thế giới. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi chúng ta kinh doanh bất kỳ một cái mảng gì, một sản phẩm gì hay kết hợp một công ty nào thì chúng ta phải tối hóa lợi nhuận chứ ạ, đúng không ạ? Thì với Rawan đây là công ty họ đang chi trả cái nguồn hoa hồng cao nhất thế giới bây giờ. Và đến giờ phút này công ty Rawan họ có đến 7 nguồn hoa hồng các anh chị. 7 nguồn hoa hồng. Ở đây chắc chắn cũng tin chắc rất nhiều người mới các anh chị cũng đang kinh doanh một cái gì đấy hoặc các anh chị đang làm trong công ty nào đấy ạ. Làm gì công ty nó có 7 nguồn hoa hồng? Đúng không anh chị? Và có một cái chuyện hay là gì ạ? Chúng ta xây dựng một đám đông nhưng hưởng lợi nhuận trên nhiều cơ hội. Tùng sẽ làm rất sâu phần này anh chị để ý nhé. Với Crowan ạ, nó khác biệt ở chỗ mô hình nó giống những công ty về cộng đồng, giống những công ty về hệ thống. Tức là sao ạ? Tùng sẽ kể tên một số những công ty về hệ thống ở Việt Nam mà được pháp luật Việt Nam bảo trợ nhé, như Amway, Herbalife, Nuskin, đúng không ạ? Những công ty về bảo hiểm như Daiichi, Medunai, Cathay, đúng không ạ? Những công ty về affiliate như Amazon, Lazada, Tiki, Shopee, đúng không ạ? Tất cả những công ty này, việc đầu tiên mà những công ty này cần làm đó là họ phải tạo ra một cộng đồng đông, một cộng đồng thực sự lớn. Bởi vì đây là những công ty trung gian, đây là những công ty không tạo ra sản phẩm nhiệm vụ và dịch vụ, mà họ chỉ đi liên kết sản phẩm dịch vụ của những cái doanh nghiệp khác thôi. Vậy thì cái thứ mà mang lên thành công của họ đó chính là cái việc mà họ tạo ra cộng đồng đông nhất là họ thắng, đúng không ạ? Và chính vì vậy lên Amazon là công ty giống như thế giới, bởi vì Amazon đang có cộng đồng lớn như thế giới. Vậy thì cái việc đầu tiên của những công ty này, mục tiêu cao nhất là họ tạo ra cộng đồng thật lớn. Và khi có cộng đồng thì họ có doanh số, và doanh số thì mang về lợi nhuận cho công ty, đúng không ạ? Vậy thì với những người cộng tác cùng công ty này thì nhiệm vụ của họ cũng là cái việc mà họ mang về doanh số ạ, họ mang về cộng đồng ạ, họ mang về đám đông cho công ty ạ, đúng không ạ? Và khi họ làm như vậy thì họ sẽ được công ty chi trả từ 1 đến 2 nguồn hoa hồng dựa trên doanh số của hệ thống ạ. Đúng chứ các anh chị? Tất cả những công ty mà tụi mình đã kể tên ạ, họ sẽ có từ 1 đến 2 những khoản hoa hồng mà trả dựa trên doanh số hệ thống các anh chị đã được. Hết. Tất cả dừng lại ở đó. Còn cái thứ lớn nhất đó chính là lợi nhuận công ty. Lợi nhuận 100% lợi nhuận dòng công ty ạ. Thì cái nguồn lợi nhuận này chắc chắn những công ty này sẽ bỏ vào túi ông chủ hoặc nhóm đầu tư. Còn các anh chị không bao giờ được chia thêm bất kỳ một khoản nào hết. Đúng chứ các anh chị? Nhưng với Rawan thì sao ạ? Với Rawan ạ, Rawan cũng có kênh hệ thống ạ. Chúng ta cũng là những người đang cộng tác cùng Rawan, mang cộng đồng về, mang doanh số về cho Rawan, đúng không ạ? Nhưng công ty Rawan trả thưởng cao nhất trong ngành hệ thống toàn thế giới ạ. Đây là yếu tố đầu tiên. Và có đến 7 nguồn hoa hồng. Trong đó các anh chị cũng được trả thưởng trên doanh số hệ thống. Nhưng lợi nhuận dòng công ty thay vì bỏ vào túi ông chủ ạ, thì công ty sẽ trích lại 80% lợi nhuận dòng để trả lại cho các anh chị, là những người đang là thành viên và tham gia kinh doanh cùng Rawan, dựa trên cống hiến và năng lực các anh chị. Và chính cái điều này nó giải thích cho câu hỏi mà rất nhiều người đã từng đặt câu hỏi với Tùng Anh, tại sao Rawan nó lại trả nhiều tiền như vậy, tại sao Rawan nó lại tạo ra nhiều triệu phú như vậy. Bởi vì Rawan nó đâu chỉ có trả 1-2 nguồn hoa hồng cho anh chị đâu ạ, nó còn chia lại đến tới 80% lợi nhuận dòng cho anh chị cơ. Khủng khiếp không mọi người? Cực kỳ khủng khiếp ạ. Và với Rawan chúng ta không chỉ kiếm tiền với công ty, mà có những sản phẩm mà khi chúng ta trực tiếp tham gia kinh doanh hoặc chúng ta dùng những sản phẩm đấy, chúng ta có thể kiếm tiền dựa trên những người khác kinh doanh trực tiếp ạ. Và cái điều này nó đã giải thích cho cái câu nói là với Rawan chúng ta xây dựng một đám đông nhưng được hưởng lợi nhuận trên nhiều cơ hội. Với Rawan đừng có lo không kiếm được tiền, chỉ sợ các anh chị không có sức để kiếm tiền được. Thì đây là cái yếu tố đầu tiên, cái góc nhìn của Tùng Anh về tối ưu hóa cái nguồn lợi nhuận của mình khi tham gia kinh doanh bất kỳ một ngành nghề nào, bất kỳ công ty nào, thì nó là yếu tố lấy điểm đầu tiên để Tùng Anh tiếp tục tìm hiểu Rawan ạ. Lý do thứ hai các anh chị, lý do thứ hai là trending và xu thế ạ. Các anh chị phải công nhận với Tùng Anh một việc là trong tầm khoảng 3-4 năm gần đây, đúng không, trên thế giới này không riêng Việt Nam, ngành nghề nào là ngành nghề kiếm tiền nhanh nhất và nhiều nhất? Đó chính là ngành nghề công nghệ và internet các anh chị.
Chúng ta có thể lấy một cái ví dụ so sánh rất là cụ thể như này. Người giàu nhất Việt Nam hiện nay đang là Bác Phạm Nhật Vượng, chủ tập đoàn Vingroup, và hiện nay thì bác đã có một khoảng thời gian kinh doanh hơn 20 năm anh chị. Và mọi người biết rằng bác đã có tổng tài sản hơn 7 tỷ đô la Mỹ. Nhiều lắm mọi người nhá, 1 tỷ đô nó rơi vào tầm khoảng 2-3 nghìn tỷ tiền Việt. Đúng không ạ? Mà bác có hơn 7 tỷ, hơn 20 năm kinh doanh. Đi đến bất kỳ một tỉnh thành nào trong 64 tỉnh thành của Việt Nam, chúng ta đều thấy những cơ sở vật chất cực kỳ nguy nga lộng lẫy của Vin. Từ những khu nhà ở của Vin, những khu đô thị của Vin, những nhà ở cao cấp, rồi khu nghỉ dưỡng của Vin, đúng không ạ? Vinpearl, rồi chuỗi trường học VinSchool, chuỗi bệnh viện VinMec, trước đây có chuỗi siêu thị VinMart, đúng không ạ? Trường đại học Vin University, đúng không ạ? Và chúng ta bây giờ ra đường nhan nhản xe VinFast, và bác có 7 tỷ đô. Nhưng chúng ta quay trở lại câu chuyện của công nghệ Internet. Facebook, nó là một cái website cá nhân, facebook.com search username với anh chị, đúng không ạ? Chỉ cái website này thôi mang về cho Mark Zuckerberg hơn 100 tỷ đô. Trang mạng, sàn thương mại điện tử Amazon mang lại cho ông chủ Amazon hơn 200 tỷ đô. Cái phần mềm ngày hôm nay chúng ta đang giao lưu với nhau được tên gọi là Zoom Meeting, phần mềm Zoom. Phần mềm này, các chị nghe kỹ này, trong 3 tháng dịch đầu tiên của năm 2020 mang về cho ông chủ Zoom hơn 7 tỷ đô la Mỹ. Trong vòng 3 tháng ạ, 3 tháng của một người kinh doanh phần mềm Zoom làm bằng một đời bác viện, bác vợ nhà ta làm việc. Mọi người hình dung được không ạ? Tùng lấy yếu tố so sánh để mọi người biết rằng cái thứ hiện nay đang kiếm tiền nhanh nhất, nhiều nhất đó chính là công nghệ với Internet. Và chúng ta hãy vui mừng bởi vì Rawan chính là một công ty kinh doanh về công nghệ và Internet anh chị. Yếu tố thứ hai đó là câu chuyện về hệ thống. Kinh doanh truyền thống, lợi thì chúng ta sẽ có cái nguồn lợi nhuận có giới hạn. Nhưng kinh doanh hệ thống thì chúng ta có cơ hội để kinh doanh có nguồn lợi nhuận không giới hạn anh chị. Và chính vì cái điều này nên rất nhiều công ty kinh doanh truyền thống cả nước ngoài và ở Việt Nam bây giờ đang có những cái kênh riêng, những cái ngạch riêng họ chuyển sang hệ thống ạ. Ví dụ hệ thống nhà hàng, hệ thống siêu thị, hệ thống KFC, đúng không? Hệ thống Lotteria, đó là hệ thống anh chị. Bởi vì khi chuyển sang kênh hệ thống thì họ sẽ tối ưu hóa và họ tăng được cái doanh số và lợi nhuận của họ. Vậy thì Rawan nó là sự kết hợp của app công nghệ, Internet và kinh doanh hệ thống. Có nghĩa là các anh chị đang được cộng tác với một công ty có thể giúp các anh chị kiếm tiền nhanh nhất, nhiều nhất và không giới hạn. Đây chính là yếu tố thứ hai. Tại vì sao Tùng lại cảm thấy hứng thú đến như vậy đối với Rawan và tìm hiểu Rawan các anh chị. Và lý do thứ ba thì các anh chị. Lý do thứ ba là một lý do gọi là mà Tùng Anh nghĩ rằng mọi người sẽ rất ngạc nhiên và thích thú với cái lý do này. Đó chính là do cái nội tại của Rawan, cách triển khai, cách kinh doanh, cách làm việc của Rawan. Rawan có hai câu slogan, một câu mà người rất là thuộc rồi, đó là impossible is nothing, đúng không ạ? Có nghĩa là gì? Không gì là không thể. Nhưng một câu slogan thứ hai của Rawan đó là power of the easy, sức mạnh của sự đơn giản. Thành công của Rawan tính đến thời điểm này, công ty Rawan đang là công ty phát triển nhanh nhất trong lịch sử loài người. Chỉ trong vòng hơn 2 năm, gần 3 năm, công ty Rawan đã tăng trưởng số lượng thành viên lên tới hơn 35 triệu thành viên. Dân số của một quốc gia đấy anh chị, đúng không ạ? Bằng dân số của một quốc gia trung bình trên thế giới đó, còn lớn hơn cả dân số của Úc đấy. Trong vòng 2 năm rưỡi thôi. Tất cả những thành công của những người đang kinh doanh Rawan đến thời điểm này, hàng triệu người trên thế giới, hàng nghìn người Việt Nam ạ. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ạ. Là vì sao ạ? Đó chính là sức mạnh của sự đơn giản. Đơn giản nếu nghĩa là gì ạ? Rất nhiều lý do các anh chị. Việc đầu tiên chúng ta hay nhắc đến câu chuyện khởi nghiệp với Rawan. Với Rawan chúng ta khởi nghiệp chỉ mất 109 euro các anh chị. 109 euro nó rơi tầm khoảng 3 triệu tiền Việt. 3 triệu mốt. Nó giống các anh chị đi mua 1-2 bộ quần áo công sở, đúng không ạ? Nó giống các anh chị các anh đi nhậu 1-2 bữa. Là hết rồi các anh chị. Nhưng với 3,1 triệu, với 3,1 triệu của Rawan, chúng ta có cả một sự nghiệp. Bởi vì sao? Như Tùng Anh đây, muốn có một công ty hoạt động tốt, trơn tru, bỏ ra 1 tỷ đồng các anh chị. Các anh chị muốn kinh doanh một ngành nghề gì, một sản phẩm gì mà mở cửa hàng, mất hàng trăm triệu. Thậm chí các anh chị kinh doanh vệ đường, mất hàng chục triệu, trà chanh, trà đá, nước mía, đúng không? Nhưng với Rawan chỉ 3,1 triệu. Các anh chị được công ty tích hợp cho anh chị một cái văn phòng online. Văn phòng này nó có rất nhiều những công nghệ tối tân nhất thế giới, được bảo mật bởi hệ thống blockchain. Các anh chị được nhận sự hỗ trợ từ một ban lãnh đạo là những người có CV khét tiếng châu Âu anh chị.
những người khét tiếng châu Âu nhé, tức là người nào cái chị xuất tên ra thì khủng khiếp luôn, họ đang cùng quy tụ về đây để điều hành công ty. Các anh chỉ nhận được sự hỗ trợ của tất cả những cán bộ nhân viên làm công ăn lương cho Rawan trên khắp 204 quốc gia của chúng tôi, chỉ với 3,1 triệu. Công ty nào dám làm điều này? Chỉ Rawan dám làm thôi. Có nghĩa là gì? Các anh chị dù những người nghèo nhất hay những người giàu nhất, các anh chị đều có thể kinh doanh Rawan. Thì đây là yếu tố đầu tiên. Yếu tố thứ hai, online 100%. Rawan không có dịch làm đã tốt rồi các anh chị. Rawan có dịch làm còn tốt hơn. Bởi vì online 100%. Sản phẩm của Rawan là sản phẩm số online. Cách thức kinh doanh cũng online. Chỉ cần một chiếc điện thoại smartphone, các anh chị có 3G, 4G hoặc wifi, các anh chị có thể làm việc mọi lúc, mọi nơi các anh chị. Dù các anh chị đang ở vùng đất giàu có nhất thế giới, như đất như nước Mỹ đúng không ạ, như châu Mỹ, châu Âu, châu Á, hay các anh chị đang ở những đất nước nghèo khó nhất thế giới như ở châu Phi, ở Việt Nam, các anh chị chỉ cần một chiếc điện thoại smartphone, các anh chị có thể kiếm tiền mọi lúc mọi nơi. Và các anh chị kiếm tiền như một người châu Âu kiếm tiền các anh chị. Bởi vì Rawan nó trả hoa hồng bằng euro. Và khi nhắc đến cái đồng tiền euro ấy, thì Tùng Anh lại nhớ đến một câu chuyện của Việt Nam mà không biết nên vui hay buồn các anh chị. Từ trước đến nay thì Việt Nam mình có một cái phong trào đó là xuất ngoại vượt biên các anh chị. Đúng không ạ? Nhưng năm 90 gia đình của Tùng Anh cũng có người vượt biên sang Úc, sang Anh, sang Canada. Thì người ta đánh đổi cả mạng sống lênh đênh trên đại dương để mong muốn được sang khỏi trời Tây. Đúng không anh chị? Và đến bây giờ thì có rất là nhiều những cái ngạch để đi được, như là xuất khẩu lao động, hôn thê giả, du học sinh, sang đó rồi cuối cùng cố gắng tìm cách ở lại. Bởi vì họ mong muốn, họ sang đó họ có một công việc có thể làm công ăn lương cũng được, đi làm thuê cũng được, mở tiệm ăn cũng được, mở nhà hàng, mở công ty hay làm cỏ cũng được. Để làm gì ạ? Để mỗi một tháng họ có thu nhập từ vài nghìn đến vài chục nghìn euro. Đúng không ạ? Họ đánh đổi cả thanh xuân, đánh đổi cả hạnh phúc cá nhân, đánh đổi cả quê hương đất nước ạ. Để họ sang phương trời Tây để họ có được đồng tiền và sau này có thể có cuộc sống tốt hơn. Đúng không ạ? Nhưng mọi người không biết rằng tại Việt Nam chính cái thời điểm này, ít nhất là ngồi trên Zoom bây giờ đang có khoảng hơn 600-700 người, đúng không ạ? Là những người đã làm rau ăn. Các anh chị chỉ cần một chiếc điện thoại smartphone thôi, các anh chị có thể kiếm tiền mỗi tháng hàng nghìn euro, hàng chục nghìn euro và thậm chí là hàng trăm nghìn euro tại thị trường Việt Nam này các anh chị. Đây là điều tuyệt vời của Rawan. Nó đơn giản có độ như vậy anh chị ạ. Đơn giản không nghĩa là dễ, nhưng đơn giản thì là đơn giản. Chúng ta chỉ việc làm đơn giản và khoa học là thành công với Rawan. Với Rawan nó không có phương hại, lợi ích hay ảnh hưởng đến công việc trước đây các anh chị. Bởi vì cái thứ nó làm là online, sản phẩm là sản phẩm số, đúng không ạ? Và đặc biệt nó không ép thời gian và không ép doanh số. Có nghĩa là các anh chị thích làm full time cũng được, các anh chị làm part time cũng được, rảnh thì làm có làm thôi. Mô hình kinh doanh của Rawan là tỉnh tính hùng dồn. Các anh chị làm được kết quả nào nó ghi nhận vĩnh viễn kết quả đấy, không có thụt lùi. Các anh chị nhận được danh hiệu, đúng không ạ? Các anh chị vĩnh viễn danh hiệu đấy và chỉ có tăng lên thôi, không có giảm xuống. Với Rawan thì các anh chị dù đang bận trăm công nghìn việc ạ, đúng không? Các anh chị vẫn có thể làm ở Rawan. Làm theo mong muốn, làm theo nhu cầu của anh chị. Rawan nó không ép buộc các anh chị một cái gì hết luôn á. Và chính vì cái điều này nó tạo nên cái sự đơn giản khủng khiếp của Rawan. Rawan là ngành công nghiệp 5 phút các anh chị. Không quan trọng trước đây các anh chị học hàm học vị cao đến mức độ nào, thạc sĩ tiến sĩ không quan tâm, không cần biết các anh chị trước đây là địa vị xã hội ra làm sao, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, chủ tịch này chủ tịch không quan tâm, hay các anh chị dù là những người mà gọi là xuất thân nó thấp một chút cũng được, chả sao. Với Rawan các anh chị chỉ cần 5 phút là kinh doanh được rồi. Nên chính những điều đơn giản này anh chị, nó tạo nên cái thành công khủng khiếp như bây giờ của Rawan. Và lý do cuối cùng, lý do tiên quyết sau khi Tùng Anh quyết định là ồ tuyệt vời quá, tìm hiểu xong Rawan rồi, có làm hay không ấy, đúng không ạ? Thì đây là lý do tiên quyết, cái lý do mà khiến cho Tùng Anh lựa chọn Rawan làm sự nghiệp thứ hai của mình anh chị. Đó chính là lý do về dòng tiền thặng dư và sự kế thừa. Tùng Anh nói đến cái điều này chắc chắn 100% các anh chị ngồi trên Zoom ngày hôm nay phải đồng tình. Mục tiêu cao nhất của tất cả những người đang đi kiếm tiền dù đi làm thuê hay kinh doanh, đó là các anh chị tạo ra được dòng tiền. Tạo ra được dòng tiền thặng dư thụ động vĩnh viễn, đây là mục tiêu cao nhất. Bởi vì khi các anh chị có dòng tiền thụ động vĩnh viễn là các anh chị được nghỉ ngơi. Chả ai muốn làm được một đời cả anh chị. Đúng không ạ? Nói đến dòng tiền thụ động vĩnh viễn, có người bây giờ vẫn còn nghi ngờ mà làm sao có dòng tiền đấy. Chẳng qua các anh chị không tìm hiểu, các anh chị không biết thôi ạ. Mọi người vẫn đang đi làm để có nó mà. Có phải là các anh chị đi cống hiến cho một doanh nghiệp 30 năm, các anh chị được nghỉ hưu không?
Nghỉ hưu thì rõ ràng là được tiền thặng dư vĩnh viễn gì nữa, đương nhiên là chỉ những cái năm cuối đời thôi đúng không ạ, an hưởng tuổi già không phải đi làm cũng có tiền, đấy là đến từ cái bảo hiểm xã hội đấy đúng không ạ. Cái thứ hai, nếu như chị có nhiều tiền các chị gửi gửi ngân hàng đi ạ, nếu như ngân hàng nó không sập thì có phải mỗi một kỳ hạn lãi suất các chị có tiền không ạ, nó thụ động mà. Các chị có nhà cho thuê đi, Tùng Anh mà có một cái gọi là chung cư mini cho thuê ở Hà Nội thôi ăn ba đời không hết, không mất tiền, dù chị đi chơi người ta vẫn phải trả tiền mà đúng không anh chị. Hay các anh chị đang sở hữu cổ phần của những doanh nghiệp có lợi nhuận cao đi, ví dụ các anh chị đang có cổ phần của công ty bia Heineken chẳng hạn, thì dù các anh chị không uống bia Heineken, các anh chị không làm cho công ty bia Heineken, chỉ đi chơi thôi, những cái doanh nghiệp nó vẫn làm việc và nó vẫn chịu được các anh chị mà, nó gọi là thụ động vĩnh viễn ạ, đúng không ạ. Nhưng để có thụ động vĩnh viễn các anh chị sẽ phải cống hiến một đời, hoặc các anh chị phải có nhiều tiền để đầu tư, đúng chưa. Nhưng với Rao Ăn, câu chuyện đẳng cấp nhất của Rao Ăn thì với 109 euro, công ty Rao Ăn nó giúp cho anh chị có một cơ hội kiếm được rất nhiều tiền, nếu như các anh chị thực sự nghiêm túc và làm việc một cách chăm chỉ, kiếm được nhiều tiền bởi các chính sách hoa hồng đặc biệt của Rao Ăn là một. Nhưng bên cạnh đó, công ty Rao Ăn sẽ tặng cho các anh chị một nguồn tiền thặng dư dài hạn, thụ động vĩnh viễn của đời anh chị và kế thừa cho con cái. Tại sao lại như vậy ạ? Quay trở lại câu chuyện mà trước đây tôi muốn chia sẻ, Rao Ăn ngoài việc nó trả hoa hồng, rất nhiều hoa hồng đúng không ạ, trả cao nhất thế giới ra, 80% lợi nhuận dòng công ty nó tiếp tục chia trở lại cho anh chị ạ. Và điều này không có doanh nghiệp nào dám làm hết. Trong đó anh chị, trong đó có 40% nó chia thành kênh thụ động. Có nghĩa là gì? Nếu như các anh chị làm tốt kênh hệ thống, ngoài tiền bỏ túi các anh chị làm càng tốt càng nhiều tiền hoa hồng, thì các anh chị được công ty ghi nhận bằng một thứ nó gọi là danh hiệu, hay gọi là chức danh đấy anh chị. Công ty có 2 mức chức danh, mỗi chức danh nó sẽ ứng với một cái mức đóng góp của anh chị đối với công ty về doanh số hoặc về thu nhập. Khi các anh chị có danh hiệu thì danh hiệu này được ghi nhận vĩnh viễn, và 40% lợi nhuận dòng trên 204 quốc gia và vùng lãnh thổ này, dù các anh chị có làm hay không làm Rao Ăn nữa, dù cả hệ thống các anh chị có không kinh doanh Rao Ăn nữa, thì công ty nó vẫn có cái nguồn tiền này và nó vẫn phải chia cho danh hiệu anh chị vĩnh viễn cuộc đời, và nó trở thành nguồn tiền thụ động vĩnh viễn với Rao Ăn. Một hình dung được không ạ? Đây là điều tuyệt vời. Các anh chị danh hiệu càng cao, danh hiệu càng cao thì các anh chị càng có nhiều thụ động vĩnh viễn với Rao Ăn, bên cạnh nguồn tiền khổng lồ đến từ hoa hồng. Ngày hôm trước anh Minh Vũ có cho mọi người xem hai clip rất hay, hai cái phóng sự của đài truyền hình Việt Nam đúng không ạ, VTV. Họ phản ánh câu chuyện cái người mà có lương hưu cao nhất Việt Nam bây giờ là 101 triệu Việt Nam đồng trên một tháng. Lương hưu nhé mọi người nhé. Người thấp nhất đang có lương hưu là 1 triệu một tháng, một cô giáo mầm non, đúng không ạ? Một người cao nhất là 101 triệu. Thế mọi người có biết rằng chỉ ở Việt Nam thôi thời điểm này, những người có lương hưu với Rao Ăn trên 100 triệu là bao nhiêu người không ạ? Một người hình dung được không ạ? Hàng chục người, chứ không phải một người anh chị ạ. Bởi vì với chức danh president trở lên của Rao Ăn đấy, trên 100 triệu lương thặng dư ạ. Và người cao nhất bây giờ là ai ạ? Là anh Nguyễn Đức Hải Minh cũng đúng ạ. Có một mức lương thặng dư vĩnh viễn là hơn 1 tỷ một tháng, không tính những khoản hoa hồng của mọi người nhé. Còn những cái mức lương mà khoảng từ vài triệu cho đến vài chục triệu thì Việt Nam có đến hàng nghìn người. Mọi người biết rằng Rao Ăn nó khủng khiếp như nào bên cạnh cái nguồn thu nhập đến từ hoa hồng. Và có một câu chuyện khác nói về cái dòng tiền thặng dư các anh chị. Tại vì sao mà Tùng Anh lại đi làm, lại mở công ty? Đơn giản là Tùng Anh mong muốn kiếm được nhiều tiền. Kiếm tiền để làm gì ạ? 90% các anh chị đang ngồi trên Zoom ngày hôm nay đều đã có gia đình và con cái. Đúng anh chị? Có phải là các anh chị đang đổ mồ hôi, nước mắt, thậm chí xương máu của mình ra hàng ngày cày cuốc, đâu phải vì bản thân mình. Các anh chị đang mong muốn cho thế hệ đi sau, tức là con cái của chúng ta, có một sống tốt đẹp hơn, chất lượng tốt hơn. Chứ còn nếu như các anh chị mà vì mình thì giống Tùng Anh thôi, cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày, hạnh phúc lắm rồi đúng không ạ? Nhưng tất cả những gì chúng ta đang hy sinh, tất cả đều vì con cái hết ạ. Đúng ạ, Tùng Anh cũng thế, mở công ty mong muốn 5 năm, 10 năm, 15 năm, có 5 tỷ, 10 tỷ, 15 tỷ để làm gì ạ? Để mua nhà, để có tài sản, có tiền bạc để lại con cái ạ. Đúng không anh chị? Nhưng mọi người không biết rằng cái việc mọi người để lại tài sản và tiền bạc á, nó như một dòng hai lưỡi vậy. Tốt thì không sao, nhưng nó cũng có thể giết chết chính con cái của mình. Quá nhiều tấm gương, quá nhiều gia đình rồi anh chị. Đúng ạ. Nhưng nếu như các anh chị có một dòng tiền thụ động vĩnh viễn, không phá được, tiêu hết tháng này tháng sau lại phải có, lại phải nhận đấy. Đúng ạ. Các anh chị để cái số tiền này cho con cái của mình, thì có phải rằng các anh chị đang
bảo vệ vĩnh viễn các anh chị, vĩnh viễn cuộc đời này. Đây chính là yếu tố quan trọng nhất, yếu tố là đánh vào cái nơi mềm yếu nhất của Tùng Anh, là tại vì sao mình phải phải làm đâu ạ? Bởi vì nó cho mình dòng tiền thặng dư dài hạn mà mình có thể bảo vệ con mình với dòng tiền này. Và lý do cuối cùng không có trong slide này là một lý do mà anh Minh Vũ trong một cái buổi ngồi chia sẻ với anh em với nhau, thì anh Vũ, cái người đưa dự án ở Việt Nam ấy chị, có chia sẻ với Tùng Anh một cái lý do rất hay mà ngày hôm nay 5 phút cuối tục sẽ Tùng Anh sẽ nói lại cái lý do cho anh chị. Đó là một cái câu nói rất hay, bến đỗ, bến đỗ. Cái này Tùng thấm lắm rồi, rất là thấm đấy các anh chị. Trong cuộc đời mỗi con người chắc chắn mọi người sẽ trải qua những lúc thăng trầm, thậm chí có lúc tưởng chừng không gượng lại được. Tùng Anh thì đã trải qua hai cái thứ lớn nhất trong cuộc đời rồi. Một là đứng trước cái chết. Tùng Anh có một tai nạn rất là khủng khiếp cách đây 2009 anh chị, hơn 10 năm rồi, 2009, 11 năm rồi. Gia đình chặt chuối cắm bàn thờ bởi vì bác sĩ khi cấp cứu Tùng Anh từ 6 giờ sáng đến 4 giờ chiều có báo rằng là 50-50 là cứu được và không cứu được. Nhưng cái lúc đó mình nhìn bên cạnh mình, mở mắt ra anh chị, người cắm 8 cái ống sông, bụng thì bị rạch hai đường to khủng khiếp luôn, đại phẫu anh chị. Bên cạnh chỉ có những cái người thân yêu nhất của mình thôi, đó là gia đình, trong đó có người yêu Tùng Anh và đến bây giờ là vợ Tùng Anh. Có nghĩa là những cái lúc như vậy chúng ta cần nhất một nơi mà gọi là gia đình vin vào để các anh chị có thể gượng lại được, xây dựng lại được cuộc đời anh chị. Hay những lúc anh chị va vấp một vấn đề gì đó tưởng chừng như không gượng lại được, phá sản chẳng hạn, đúng không? Hay các anh chị vướng phải pháp luật tù tội, rất nhiều thứ. Nếu như không có những người thân gia đình, không có vợ các anh chị, không có con các anh chị là nơi điểm tựa, các anh chị có gượng lại được không ạ? Khó lắm các anh chị ạ. Và đó là bến đỗ. Trong công việc kinh doanh cũng có một điều tương tự, đó gọi là bến đỗ. Các anh chị cứ đi kinh doanh chỗ khác đi, các anh chị cứ đi chiến đấu xung pha đi, đúng không ạ? Thành công thất bại, nhưng luôn có một nơi để về, đó chính là Rao Ăn, đó chính là My Rao Ăn. Một nơi mà luôn luôn có những con người tuyệt vời như chị Ami Phạm, đúng không ạ? Như anh Hoàng Minh Vũ, như tất cả những người đang tổ chức cái Zoom ngày hôm nay, như đội ngũ ban lãnh đạo của My Rao Ăn, mọi người vẫn hàng ngày tạo một cái môi trường tuyệt vời cho các anh chị kinh doanh, không gò bó, không giới hạn, không ép buộc, đúng không ạ? Mọi thứ chuyên nghiệp cho anh chị rồi, chỉ việc làm việc thôi. Các anh chị có thể làm lại cuộc đời ở My Rao Ăn, hoặc các anh chị có thể phát triển một sự nghiệp mới ở My Rao Ăn. Đây là lý do cực kỳ đặc biệt các anh chị, bến đỗ và chỉ Rao Ăn mới có. Ok ạ. Và kết quả của Tùng Anh sau 1 năm, thưa quý vị và các bạn, đạt được 1 sao. Và với chức danh này thì mọi người biết là đây là cái bảng thu nhập thặng dư, thì các anh chị có thể xin những cái người giới thiệu mình cái bảng này, bởi vì với Rao Ăn con số nó không nói dối được. Với mỗi một danh hiệu thì ứng với danh hiệu đó các anh chị phải bắt buộc có một mức thu nhập thấp nhất là bao nhiêu. Ví dụ Tùng Anh đạt được 1 sao, thấp nhất thu nhập phải là 50.000 euro, thấp nhất nhá. Và bên cạnh đó Tùng Anh có một cái nguồn thu nhập thặng dư vĩnh viễn đạt được số 10 các anh chị, là từ khoảng 500 đến 600 euro một tháng vĩnh viễn cuộc đời. Rất nhiều người đã hỏi Tùng Anh là mày làm công việc là 1 năm thì lương lậu nào, thì thật tôi lương tao 16 triệu. 16 triệu thì mày làm công ty mày chứ mày đi làm Rao Ăn làm gì? Nhưng họ không biết rằng cái 16 triệu này tiêu hết thằng này thằng sau lại có. Và nói thẳng anh chị là hai đứa con không lo chuyện đó. Làm thế nào thì làm công ty nó vẫn nuôi hai đứa con của Tùng mà. 16 triệu là tương đương với công ty cho một cái căn nhà khoảng 5 tỷ cho thuê đấy anh chị. Đúng không ạ? Một tháng cứ hết lại có, hết lại có, tuyệt vời anh chị. Còn tổng thu nhập của Tùng Anh đến giờ phút này thì anh chị là 77.000 euro anh chị. 77.000 euro, tổng thu nhập hoa hồng đó đến từ hệ thống đó, nó khoảng hơn 2 tỷ, và thặng dư vĩnh viễn là 16 triệu của tháng công cộng. Ok, như vậy là Tùng Anh xin được gửi lời cảm ơn tới toàn thể quý vị và các bạn đã lắng nghe phần chia sẻ Tùng Anh ngày hôm nay. Xin lỗi mọi người bởi vì Tùng Anh có lẽ là ngày hôm nay cũng rất là nhiều cảm xúc, đúng không ạ? Nó bị hơi dài một chút, nhưng hy vọng rằng cái sự dài dòng của Tùng Anh nhưng kỹ lưỡng này sẽ giúp cho các anh chị có những góc nhìn tốt hơn, có những cái lý do tuyệt vời hơn để chúng ta lựa chọn Rao Ăn làm cái công cụ thay đổi.